vài phút nữa. Còn một cái vấn đề cuối cùng hôm nay là quăng cho sạch đi, không ngày mai, rồi ngày mai các cụ các mợ lại lại giục tiếp, à, quý quý tôn trưởng lại giục tiếp. Quý tôn trưởng mới nói là miền Bắc nghèo mà. Miền Nam thì giàu, vô cùng là giàu. Đấy, cho cái chuyện là mẹ thằng nghèo đi giải phóng thằng giàu là vô cùng vô lý, không cần miền Bắc, nhưng người miền Nam không cần miền Bắc giải phóng. Cậu cha cụ mợ, thưa mấy quý tôn trưởng, nhà cháu nói rất là nhiều lần về cái hiện tượng về cái loại kinh tế của miền Nam Việt Nam. Nếu mà cần thiết thì nhà cháu sẽ làm cho vài clip về cái kinh tế miền Nam Việt Nam. Nói thật, phần lớn Việt Nam là chiến trường ác liệt như thế thì giàu làm sao được, lấy cái gì ra để gọi là giàu? Ở cái thành phố Sài Gòn giàu và một góc thành phố Đà Nẵng giàu thì chỉ nói chung là nó chỉ là một cái thành phố với lại một khu của thành phố Đà Nẵng thôi, mà cái thành phố Sài Gòn nó giàu mà chắc gì đã là thành phố giàu Hòn Ngọc Viễn Đông à, chứ không đấy. Thì cứ cho là thành phố, hai thành phố giàu đi, thì cũng không phải là toàn bộ miền Nam Việt Nam giàu. Sài Gòn nó là trung tâm đầu não, nó là cái trung tâm về chính trị quân sự rồi linh tinh hết cả đấy, xây dựng chính chính quyền của các vị ở đấy mà, đầu não mà ở đấy mà, cho nên người Mỹ phải đổ viện trợ vào đấy rất là nhiều, ngoài viện trợ quân sự còn viện trợ dân sự rồi tiền lương rồi hệ thống cán bộ công chức đấy, rồi là tiền lương rộng rãi cho lính Mỹ nó ăn tiêu đấy, ăn chơi trác táng đấy, cho nên Sài Gòn mới giàu về kinh tế, nhưng lại phần lớn là kinh tế nằm trong tay của người Hoa ở chợ lớn, có đúng không? Thế cái sự giàu có này đòi hỏi là cái gì? Đòi hỏi có một nảy sinh ra một lớp người làm cai thầu chiến tranh cho người Mỹ đấy. Rồi các vị tự hào là xuất khẩu được sắt vụn với lông vịt đấy, phải không? Hả? Bắn thật nhiều vào để bán được vỏ đạn, phải không? Bắn ra hàng rào giấy thép gai, bắn mảnh máy bay các kiểu đấy, phải không? Rồi thôn quê miền Nam, thôn quê miền Nam, nông thôn miền Nam và cả miền Bắc bị bắn phá, bị tàn phá, và hàng ngàn người, hàng triệu người chết do bom, do đạn, rồi do chất độc hóa học màu da cam, còn di chứng trở lại cho đến ngày nay đã hết chưa? Có hàng trăm năm sau còn chưa hết. Đấy không? Những cái hậu quả sự tàn phá đó thì vẫn tiếp tục kéo dài, mà nhà cháu nói khẳng định là phải hàng trăm năm sau chưa hết. Giàu cái kiểu gì mà cả cả nước phải chịu khổ để dành cho một thành phố giàu, hai thành phố giàu, thì được giao để làm gì? Thế thì phải 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 xóa bỏ nó đi, phải chấm dứt nó đi, và vì như thế người ta mới cần phải giải phóng. Làm gì có cả cả một cái dân tộc lom khom quỳ lưng uốn gối để cho một cái lớp người nho nhỏ ở một cái khu vực đó, ở một cái thành phố nho nhỏ ấy, nó giàu có. Thế thì có khác gì cái triều đình vua quan phong kiến không? Đấy. Quyền lợi của một nhóm người nhỏ lợi dụng chiến tranh để trục lợi để làm giàu lại không, thì đương nhiên không thể đặt trên quyền lợi của cả một cái quốc gia dân tộc được. Mà như thế nào là giàu rồi? Giàu thế đích nào nhà cháu chả hiểu giàu thế nào. Không biết thằng cha phóng viên người Úc nào đó còn nói là cái gì, một câu tiếng Anh hay lắm nhưng mà đại loại dịch ra tiếng Việt nó thế này: cái miền Nam Việt Nam được nhớ đến với một cái nền kinh tế dựa trên chợ đen, là em họ Mai Thị Thúy đấy, và cái gì nhỉ Lầu Xanh và cái động bàn tư của lính Mỹ, và nhờ trục lợi chiến tranh đấy, phóng viên nước ngoài người ta nói như thế đấy. Tôi báo cáo với quý trưởng thượng, còn không vấn đề này là viên ải nhắc lại một lần nữa, những cái vấn đề này đặt ra với viên ải ấy, thì không phải quý vị yếu mà là do viên ải quá mạnh.
Những lưu ý các vị một số vấn đề gì bên ải mà đặt dấu hỏi sau ý kiến của các vị thì có nghĩa là cái vấn đề hóc búa bên ải cần phải tham khảo. Còn bên ải không trả lời ấy, mà đừng có khích bác vào bên ải, nói ra nó nhục lắm. Nhục lắm ấy, thật. Báo cáo với các cụ các mợ là bây giờ nhà con là giải quyết xong cái vấn đề tâm sự với quý vị tôn trưởng.